Jason xin kính chào các cô, chú bác, anh chị em. Jason là chuyên viên đại học ở thành phố Houston và những vùng lân cận cũng như Cypress, Katy, Richmond, Sugarland, v.v. Jason xin giới thiệu cho quý vị một căn nhà mới Jason để lên bán. Căn nhà này build từ hãng Weston Homes. Weston Homes là một cái builder rất là nổi tiếng ở thành phố Houston. Và đặc biệt nữa là khu vực này nằm ở thành phố Cypress, cách downtown Houston khoảng 35 phút lấy xe. Hoặc mình đi xuống khu vực Việt Nam, khu Bel Air ăn uống thì cũng 35 phút. Còn những cái chợ Việt Nam gần đây, nếu quý vị đi tới chợ Cà Mau khoảng 5 phút hoặc chợ Đồng Khánh thì cũng khoảng 10 phút thôi. Và những chợ Mỹ cũng như H-E-B, Walmart thì chung quanh đây khoảng 5 đến 10 phút. Và đặc biệt nữa là nhà này đang nằm trong khu vực của trường học Cypher, là những cái trường học rất tốt ở thành phố Houston mình ở đây. Khu vực này có nhiều hồ bơi, phòng tập gym, đường đi bộ. Quý vị có thể buổi sáng đi tập thể dục thể thao xung quanh những cái hồ trong khu vực này. Và có sân tennis, có sân volleyball. Và sau đây Jason xin mời quý vị vô trong để xem cái nhà mẫu này nhé. Khi mình bước vào trong cửa chính của nhà này, quý vị sẽ thấy cái trần nhà rất là cao và thoáng. Và đặc biệt đây là cái signature của hãng Weston Homes. Quý vị sẽ thấy cái rotunda, 95% mẫu nhà của Weston Homes. Quý vị sẽ thấy cái rotunda rất là đẹp khi mình bước vô thì cho cái nhà mình nó khang trang lên. Quý vị thấy cái đèn chandelier cũng là cái mẫu kiểu mới, thì quý vị thấy cái nhà này nó nổi bật lên. Và bên tay trái của Jason đây là một phòng ăn, formal dining room, họ sẽ connect dưới cái phòng nhà bếp mình luôn, và được cái extra cái counter ở đây nữa. Quý vị có tiệc, quý vị có thể để những cái bàn rượu, rượu nho, rượu, những cái beer cho đại khách. Đây là một cái extra space cho mình. Và từ phía bên đây, đối diện bên đây là quý vị sẽ thấy cái phòng study room rất là rộng. Đây, phòng study này cũng được trần nhà 19 đến 20 feet, quý vị thấy nó rất là thoáng và được ba cái cửa sổ lớn luôn, và được cái built-in ở đây nữa. Thì nếu mà quý vị nào có làm việc ở nhà hai vợ chồng hay là tất cả có thể 3-4 cái desk ở đây, quý vị có thể để được luôn, tại vì cái phòng làm việc này rất là rộng. Và bước vô trong thì quý vị sẽ thấy cái khuôn viên này nó có một cái dòng tròn theo cái rotunda ở trên, thì quý vị có thể trưng những cái bông đây, bình bông, hoặc là Christmas thì mình có thể trưng cái Christmas tree chỗ đây. Và bước theo dưới đây là phòng living room, quý vị thấy rất là rộng, được cái cửa sổ cao lên luôn và thoáng. Khi mà ban ngày thì quý vị không cần phải mở đèn, tại vì chung quanh khúc này là cửa sổ hết. Và phòng living room mình open up dưới cái kitchen luôn, quý vị thấy cái breakfast there ở bên đó. Và đây là cái nhà bếp này cũng được một cái counter rất là rộng và dài, thì mình có thể để những cái bar stools ở đây ngồi ăn sáng cũng được luôn. Và nhà bếp thì đã có những cái appliances, stainless steel appliances, và cái dàn hút này cũng như Weston Homes họ dùng những cái dàn hút này giống như cái commercial van hood, thì là làm cho nổi bật cái nhà bếp của mình lên. Và cái backsplash thì cũng được upgrade lên cái tile này. Và sau đây nữa thì mời quý vị vô cái phòng ngủ chính ở cái phòng master ở bên tay phải của mình đây. Đây là phòng master rất là rộng, họ làm double tray ceiling của crown molding, và có được cái bay window nữa. Thì quý vị thấy cái không gian cái phòng master rất là rộng. Và mời quý vị bước vô trong phòng tắm. Master bathroom này thì quý vị thấy có double sink, một cái sink bên đây, và thêm cái extra bench để mình có thể làm trang điểm cho mấy cô, mấy chị. Vùng tắm nằm có cái jet luôn, quý vị muốn mở lên làm cái spa thì đó có sẵn cho quý vị. Bên đây thêm một cái sink, nối liền làm một cái phòng tắm đứng bên đây.
Đối diện bên đây là cái toilet, mình có cái cửa riêng. Và bước vào bên đây là cái phòng, cái tủ quần áo master closet rất là rộng. Xin mời quý vị xem cái phòng master này có mấy cái built-in luôn. Mình có thể để mấy cái bóp là cái dài và những cái shelves cho quý vị để những cái đồ ngắn ở trên đây. Và đặc biệt nữa là cái phòng này họ sẽ add thêm một cái phòng closet nữa. Quý vị cần extra space thì quý vị có thể dùng bên đây, và nó nối liền vô cái laundry room. Laundry room này họ có cái extra storage cho quý vị luôn. Quý vị có thể đựng những cái đồ giặt và cái soap, những cái đồ laundry của mình. Và thêm một cái extra space ở đây nữa, cũng thêm một cái storage để những khăn ở bên đây. Và cái phòng giặt của mình nối liền ra phía trước. Và sau đây Jason mời quý vị lên trên lầu 2. Lầu 2 thì quý vị thấy cái cầu thang này họ làm rất là đẹp, cái spiral staircase. Bước liền lên đây, quý vị bên tay trái thì quý vị thấy có cái game room ở ngoài đây. Và cái phòng coi phim, movie theater. Có nhiều space để quý vị có thể để cái TV lớn chỗ đó, những cái ghế, cái couch. Và phòng ngủ đầu tiên trên đây. Phòng ngủ này quý vị thấy không? Nếu quý vị nào cần tìm những cái phòng ngủ nhỏ mà gọi là secondary bedroom đó, mà có diện tích rộng, đây là cái nhà này nó có cái diện tích này cho quý vị đây. Và cái tủ quần áo đây cũng khá rộng. Và kế tiếp đó là thì cái phòng tắm full bath ở đây cho cái phòng ngủ đó dùng với cái game room. Ở ngoài đây quý vị cũng thấy có cái trace double trace ceiling, sẽ có crown molding vòng vòng theo cái đó luôn, thì rất là đẹp. Và bước qua bên đây thì bên đây tay phải của nhà thì họ làm thêm những cái, có một cái space đây nếu quý vị có con em nhỏ mà buổi chiều về có thể làm cái, để cái bàn này làm cái desk để mấy đứa em nó học bài homework. Và bước vô đây thì có cái phòng tắm cho hai phòng ngủ bên đây để share, cũng có double sink. Và đây là phòng ngủ thứ ba ở trên lầu, khá là rộng. Phòng ngủ này cũng có cái closet, walk-in closet trên đây. Và bước qua bên đây là phòng ngủ thứ tư lầu, và cũng có cái phòng closet rất là rộng luôn. Đây là một cái floor plan gọi là Cambridge của builder Western Homes. Thì nhà này quý vị có tất cả là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, cái diện tích là 3.800 square feet. Và mời quý vị ra phía sau, đặc biệt nữa là phía sau nhà này cái lot tới 9.989 square feet, gần 10.000. Thì xin mời quý vị ra sau. Đây là phía sau nhà. Quý vị thấy cái lot này rất là rộng. Phía sau đã có cái đổ xi măng rồi, có cái patio nhỏ ngồi chơi ngoài đây. Đặc biệt nữa là có cái hồ cá khôi đã làm sẵn đây. Đây là buổi sáng rất là yên tĩnh khi quý vị bước ra nhà sau. Chỗ này thì còn đất rất là nhiều ở đây, quý vị có thể trồng cây ăn trái, trồng rau. Và anh chị em nào mà muốn xây hồ bơi thì có thể đổi lại cái này là cái hồ bơi ở phía sau cũng được. Dạ, nếu mà quý vị có câu hỏi nào về căn nhà này hoặc là những căn nhà ở thành phố Houston và vùng lân cận, xin gọi cho Jason, số điện thoại là 281-919-5685. Dạ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video kỳ sau.